Kiện Audio xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Quý vị và các bạn thân mến, cái sản phẩm mà ngày hôm nay Phụ Kiện Audio đem đến giới thiệu cho quý vị và các bạn là một cái sản phẩm của hãng Suka Audio, một hãng rất là nổi tiếng. Tại thị trường Việt Nam thì hãng sản xuất như là dây đèn này, chiếc DAC rất là nổi tiếng rồi, từ DAC Q5, Q5 Pro đến Q6, Q6 Pro. Và những cái sản phẩm dây đèn của hãng cũng rất là nổi tiếng. Điển hình như là sản phẩm dây đèn Tube T1 thì đã rất được nhiều khách hàng của Phụ Kiện Audio yêu thích và lựa chọn sản phẩm để phối ghép với cả chiếc đầu giải mã DAC Q5 Pro. Và cái sản phẩm dây đèn ngày hôm nay Phụ Kiện Audio giới thiệu đến cho quý vị và các bạn là với model sản phẩm là Tube M1. Sản phẩm Tube M1 này được liệt vào là phân khúc dây đèn cao cấp với mức giá vô cùng là phải chăng, rất là phù hợp đến cho để quý vị và các bạn chúng ta có thể đầu tư. Chiếc dây đèn này thiết kế ngoại hình đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài chỉnh bát chép như là T1 thì sang đến M1 chúng ta có phần chỉnh cả phần giải mid ở đây nữa, đó là phần giải lời. Giải lời khi mà chúng ta nghe nhạc, cái tiếng nhạc cụ nó to quá, chúng ta có thể tăng giải mid lên. Đó, tăng giải mid lên. Về cái thiết kế bên ngoài nó cải tiến rất là nhiều. Từ những cái nút bấm ở trên này này, đây là nút nguồn các bạn nhá. Nó sẽ bóc một con mới để cho quý bạn xem dễ hơn, hình dung dễ hơn. Bộ sản phẩm hoàn toàn mới đây. Đây là phiếu bảo hành cũng như là catalog của sản phẩm thì đầy đủ rồi. Giờ Bluetooth này, sản phẩm này có Bluetooth các bạn nhá, có Bluetooth. Chúng ta có thể chơi Bluetooth, có điều khiển từ xa, rất là thuận tiện. Chuyển chế độ tắt mở to nhỏ âm lượng thoải mái. Đó, tạm thời là bỏ qua những cái này. Đây cái sản phẩm dây đèn Tube M1 này, chúng ta ở đây chúng ta có thể nhìn thấy hoàn toàn là có thể đọc được ổ cứng cũng như là USB bên ngoài. Cái điều này thì rất là nhiều các bác là rất là yêu thích cái sản phẩm này, bởi vì có tính năng chơi USB ở đây. Chơi USB rồi chúng ta có một ổ cứng như này đi, nó ổ cứng hoặc một chiếc USB, chúng ta có những cái file nhạc lossless, file nhạc chất lượng cao, chúng ta muốn nghe những cái bài hát chúng ta yêu thích chúng ta đã lưu sẵn rồi, chơi thẳng qua cổng USB rất là thuận tiện. Đó, cổng tai phone ở đây này, trên này là một đường cắm thẻ nhớ, bass mid chép điều chỉnh, bass mid chép núm volume này rất là thích cái núm volume này, cái ba vía xung quanh cái núm volume nhìn rất là sang trọng như các bạn nhé. Nhìn cái sản phẩm rất là sang trọng. Ở trên cái phần này là những cái nút select đây, cũng đồng thời nút chuyển chế độ. Select chuyển chế độ. Và khi mà chúng ta cắm USB vào đây thì tự động chiếc dây đèn này sẽ chuyển sang chế độ USB ở đây. Đó, tạm dừng này, to nhỏ âm lượng, chúng ta giữ này là tăng âm lượng, giữ bên này là nhỏ âm lượng. Hai phần cắm bóng họ cũng cách điệu thêm hai cái vòng màu vàng như này, vàng đồng lên như này nữa. Rất là sang trọng. Ở đằng sau cái phần audio in, cái đường in vào, đường vào âm thanh, chúng ta sẽ có thêm là Bluetooth ở đây. Và bật mí với quý vị bạn là Bluetooth này Bluetooth 5.0. Bắt rất là nhạy và xa quý bạn nhá. Đường vào là một đường AUX này nữa, bông sen. Đường out ra thì out ra duy nhất là bông sen rồi. Đó, để mà chúng ta kết nối với cả DAC đi. Cái đồng cách rất là đơn giản thôi. Cái phần in này chúng ta sẽ cắm DAC này, cắm vào phần in đây, và out thì chúng ta sẽ out ra âm ly, vang số hoặc là đẩy chẳng hạn. Và sản phẩm này rất là tiện khi đây, khi một sản phẩm chúng ta cắm bóng này, đây là bóng đi kèm của hãng là bóng 6K4 thông thường thôi, bóng thông thường, để mà nâng cấp cái chất âm lên, nâng tầm cái chất âm của dây đèn lên. Thì có thêm một cái sản phẩm bổ trợ bên ngoài nữa, quý vị các bạn hoàn toàn có thể mua rời bên ngoài, một cặp bóng Mỹ như này. Đó, bóng Mỹ 5654 các bạn nhá, bóng Mỹ 5654. Khẳng định là khi mà quý bạn nghe bóng Mỹ này rồi sẽ không muốn nghe bóng 6K4 này nữa. Bây giờ sẽ test cái chiếc dây đèn cho quý bạn được nghe nhá. Đang hiện tại đang kết nối qua TV và giải mã, từ giải mã và dây đèn, từ dây đèn và âm ly. Đó, xem là phần chỉnh âm sắc nó có thật sự là đạt hiệu quả hay không. Đầu tiên là chưa đến phần có lời, chúng ta sẽ chỉnh bass chép trước. Bass lên này.
cảm nhận rất là rõ ràng, bass đã lên, chép lên này. Khi mà chúng ta chỉnh như này thì cái phần lời của ca sĩ sẽ bị giảm đi một chút, nâng cái giải mid lên. Là biển vắng bên sâu khi em quay mặt đi. Lời lên rất là rõ luôn, khác biệt hoàn toàn nhá. Các bạn nhìn này, vặn hết về này, vặn lên này. Muộn phiền theo tháng năm. Chỉnh bát này, chép lên. Đó, sơn nhỏ một chút này. Để nói thêm, để mà bắt Bluetooth chúng ta chỉ cần nhấn một lần trên này, hoặc là chúng ta sử dụng điều khiển từ xa, nhấn nút select ở đây, chuyển chế độ sang Bluetooth. Nó Bluetooth đây chúng ta sẽ bắt qua điện thoại thôi. Ở đây cái điện thoại đang quay mất rồi. Đó, cách bắt Bluetooth rất là đơn giản rồi. Mà để mà chúng ta kết nối cái cổng USB chúng ta chơi ổ cứng bên ngoài rất là đơn giản thôi, cắm trực tiếp vào đây. Đèn trên này sẽ nhảy ngay sang chế độ USB. Đó. Sẽ cho lại hết cái âm sắc ở đây để chỉnh âm sắc lên cho các bạn được nghe nhá. Chép lên này. Đó, giải cao lên rõ ràng luôn. Bát lên. Chơi USB ổ cứng rơi bên ngoài rất là thuận tiện. Rồi, và cuối cùng cái phần giá thành của sản phẩm. Sản phẩm dây đen hay còn gọi là bộ tiền khuếch đại âm thanh Tube M1 của Suka Audio có mức giá chỉ là 1.500.000 đồng. Quý vị và các bạn cần nâng cấp chất âm thêm một cặp bóng mỹ này với mức giá là 200.000 đồng, sẽ là 1.750.000 đồng. Quý vị và các bạn hoàn toàn chúng ta có thể nhận hàng, kiểm tra đúng hàng đúng như phụ kiện audio quảng cáo, quý vị và các bạn mới thanh toán. Quý vị và các bạn yêu thích sản phẩm, muốn đặt hàng sản phẩm, liên hệ thẳng trực tiếp qua số điện thoại 0835318889. Xin nhắc lại là 0835318889. Quý vị và các bạn hoàn toàn chúng ta có thể tới địa chỉ cơ sở của chúng tôi để chúng ta trải nghiệm chất âm cũng như là test thẳng trực tiếp bộ dây đèn Tube M1 này với các địa chỉ là số 9 ngõ 112 Định Công Thượng, Hoàng Mai, Hà Nội, số 6 ngõ 185 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, 505 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và một cơ sở ở trong thành phố Hồ Chí Minh, đó là 198/4C đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.